Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay dân dev xin chia sẻ với các bạn cách CSS background icon cho cái thẻ P. Đây cụ thể là cái thẻ P này. Rồi đây là cái trang web của mình như này. Đây là cái đây là các cái thẻ P ở đây. Cho content và mình sẽ CSS cái icon nó như này. Nó thụt vào một chút so với cái text của mình như này, đúng không ạ? Thông thường các bạn hay làm và mình hay làm đó là mình cho một cái thẻ P, xong đó trong đó cái có cái trẻ email chứa cái icon, đúng không ạ, như này. Tuy nhiên thì mình khi mình để thế này ấy, thì mà khách hàng khi mà code vào thì khách hàng họ sẽ rất là khó để chèn cái email như này, đúng không ạ. Bây giờ mình bỏ nó đi và mình sẽ xử lý bằng CSS thêm cái icon này vào. Đây là cái icon text của mình đây nhé, các bạn nhìn nhé. À, bây giờ mình lưu lại này, mình lưu nó lại trang nhé. Đó, thì nó đã mất icon đúng không ạ? Bây giờ mình thêm cái icon nó bằng CSS. Đây là file CSS của mình. Đây mình lấy inspect lên. Đây. Mình lấy class là những con số này đi. Thông thường thì các bạn nghĩ sẽ là cho icon đó vào cái thẻ P như này. Nhưng mà mình để như thế này thì nó sẽ vẫn được hiển thị được icon nhưng mà nó sẽ không đảm bảo được cái icon nó ăn trên dòng text. Bây giờ chúng ta thử nha. Thank you nào. Icon yes. Mình để là top left đó, laptop background size 7 ra nó kiểu thế nào đó, background size nhưng mình để 15 pixel auto như là hoạt động 15 pixel và để auto đúng không ạ. Bây giờ các bạn đã reload lại. Em đi tắt trên để nó load CSS mới. Họ nó sẽ bị như này đúng không ạ. Mình cho thuộc tính là no repeat vào. No repeat. Tốt đúng không ạ. Đó, nó sẽ lên như này. Nó lên như này, tuy nhiên thì nó đã bị dính vào text đúng không ạ? Nó dính vào text. Mình đã padding left. Khoảng 15 pixel đúng không ạ? Nó rộng ra. Đấy, tuy nhiên các bạn thấy không? Nó sẽ bị lệch ra hẳn cả khối text, hẳn cả khối text như này. Đấy, thì như vậy thì nó không đáp ứng được cái yêu cầu của chúng ta đúng không ạ? Vậy thì mình xử lý thế nào? Mình ở đây mình sẽ dùng là before. Before after nhé. Before. Đó. Thì bạn before như này, nhưng mà khi để như thế thì nó sẽ chưa lên được. Thì cái before có một cái thuộc tính rất là quan trọng, đó là cái content. Đó. Thì các bạn phải để nó chống chống như thế này. Đó. Như thế này thì nó đã lên chưa? À lên rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa 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 được đẹp lắm đúng không ạ? Chúng ta sẽ thêm thêm cái độ rộng cho nó đúng không ạ? Nó width đi. Đó, width các bạn là 20 pixel rồi. Nó sẽ giãn cái khối này ra một chút. Đó. Bây giờ mình có thể soi nhé. Đó. Đúng không ạ? Mình có thể xây nó trực tiếp ở đây này. Thêm 2 này. Không thể làm gì đúng không ạ? Cho nên cái width này lên. 25.
nó vẫn không thay đổi gì đúng không ạ? Đúng không ạ? Mình cần thêm một cái thuộc tính nữa là display cho inline block nhé. Inline block đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ lệch ra hẳn đúng không ạ? Inline block thôi. Đó. Vậy thì này nó quá rộng đúng không ạ? Đó. Đây, mình sẽ thêm một cái thuộc tính 2 vào nữa. Width thì mình không cần width cũng được vì padding less rồi. Vậy thì nó đã giống được với cái yêu cầu của chúng ta đúng không ạ? Với cái yêu cầu mong muốn của chúng ta. Các bạn đi đó lại. Đấy. Còn chữ chữ content. Đi đó lại. Ok đúng không ạ? Mình xin dừng lại video này tại đây. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.